Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần 7, bài 14, giáo trình đường đến nước Nga. Trong phần bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài 14, tức là một cái đoạn đối thoại. Trong đoạn đối thoại này thì chúng ta sẽ nghiên cứu xem là nó có cái gì nào. Hiện nay, nhắc lại là hiện nay chúng ta đang học cách 5, cho nên là tất cả mọi dữ liệu ở đây đều hướng tới cách 5. Студенты занимаются спортом. Chúng ta biết động từ заниматься. Заниматься là học. Ví dụ như là я занимаюсь дома, tôi học ở nhà. Она занимается в библиотеке, cô ấy học ở trong thư viện. Thì vậy thì ngoài ra, từ заниматься còn có ý nghĩa gì nữa? Ví dụ trong câu này, студенты, các sinh viên, занимаются спортом. Chúng ta nhìn thấy từ sport ở đây lại là ở cách 5. Đó, студенты занимаются спортом có nghĩa là các sinh viên là luyện tập thể thao. Luyện tập thể thao. Đó, они катаются на коньках, họ chơi trượt băng. Động từ кататься на коньках là cả một tập hợp từ. Кататься на коньках có nghĩa là họ trượt băng. Bởi vì sao cái từ коньки? Коньки là ở đây nó chỉ cái loại giày mà bên dưới nó có một cái lưỡi thép để trượt trên băng. Đấy, đó thì кататься на коньках có nghĩa là họ trượt ở trên những cái giày trượt băng thì có nghĩa là họ trượt băng. Đó. Đọc lại câu này, студенты занимаются спортом, они катаются на коньках. Các sinh viên thì luyện tập thể thao, họ đang trượt băng. Thế ở đây cái ý nghĩa của cái câu này là gì nào? Là người ta hướng cho chúng ta đến cái cách sử dụng động từ заниматься cộng với một danh từ phía sau ở cách 5. Chúng ta có thể xem ví dụ thứ hai, Vanessa May. Vanessa đây chúng ta đọc là Vanessa, không đọc Vanessa, đọc Vanessa. Vanessa May là tên một nghệ sĩ kéo đàn violon rất nổi tiếng của Trung Quốc. Vanessa May занимается музыкой. Vanessa May là học về môn, đây là âm nhạc. Занимается музыкой là chuyên về âm nhạc. Она музыкант, cô ấy là một nhạc sĩ. Музыкант. Музыкант là một nhạc sĩ. Она играет на скрипке. Скрипка là cái đàn violon. Đọc là скрипка. Скрипка. На скрипке она играет là cô ấy chơi đàn violon. Đó. Vanessa May занимается музыкой. Cô Vanessa May thì chuyên về âm nhạc. Và она музыкант, cô ấy là nhạc sĩ. Và она играет на скрипке, và cô ấy chơi đàn violon. Đó, thì vậy thì ở đây động từ Vanessa, động từ заниматься là nếu đi ở đằng sau, để đằng sau động từ này là một danh từ ở cách 5 thì có nghĩa là chỉ cái thể loại hoạt động nào đó. Ví dụ заниматься спортом là hoạt động thể thao hay là chơi thể thao. Ở đây заниматься музыкой có nghĩa là chơi về âm nhạc hoặc là hoạt động âm nhạc. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái đoạn đối thoại này. Trước khi nghe đoạn đối thoại thì chúng ta sẽ dịch qua để chúng ta nghe cho nó tốt hơn. Trước hết chúng ta xem động từ заниматься. Заниматься чем. Cách chia động từ заниматься là động từ chia theo nhóm 1 của động từ. Cách chia động từ. Я занимаюсь, ты занимаешься, он занимается, мы занимаемся, вы занимаетесь, они занимаются. Các em lưu ý nhé. Khi mà gặp một cái bảng chia động từ như thế này, các em cố gắng đọc nó nhiều lần, 2 lần, 3 lần cho đến 5 lần càng tốt nhé. Đó, các em sẽ tự đọc nhé. Thế và đi với động từ заниматься ở đây, khi các em đã thấy đến trình độ như bây giờ, người ta chỉ cho động từ và người ta chỉ cho chúng ta biết là nó chia cách 1. Nếu như không có gì đặc biệt thì người ta không có chú giải gì ở đây cả, và thậm chí người ta cũng không chia cho chúng ta luôn. Có nghĩa là bây giờ trình độ các em là phải chia những động từ này một cách thành thạo rồi, đúng không ạ? Chỉ có điều là người ta sẽ gợi ý cho chúng ta ở đây là заниматься có thể là чем. Чем заниматься là có thể là chơi những môn thể thao nào hoặc là cái gì, đúng không ạ? Ví dụ như là заниматься học cái gì nào? Заниматься спортом, đây là chơi thể thao. Заниматься музыкой là chơi nhạc. Заниматься русским языком là học tiếng Nga. Заниматься математикой là học môn toán học. Математикой. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là hoàn toàn là sử dụng cách 5. Khi chúng ta muốn chỉ là chúng ta học môn gì hoặc là thực hiện những cái hoạt động gì ở trong cái lĩnh vực nào, đúng không ạ? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ dịch cái đoạn đối thoại này. Антон,
kiếm robotit Yan V. Yan V là tên của một bạn ở Trung Quốc, không biết là con trai con gái đúng không ạ? Đó, có thể là đây là con trai Yan V, vì tôi nhìn thấy đây là ôn đúng không ạ? Anton kiếm robotit Yan V. À, Yan V làm nghề gì? Anton kiếm robotit Yan V. Anton, anh chàng Yan V này làm cái nghề gì vậy? Kiếm robotit. Perivochikam, anh ấy là phiên dịch. Perivochikam. Chúng ta nhìn thấy đây là cách năm. Perivochikam. A chem on zanimaitsa. A chem on zanimaitsa có nghĩa là anh ấy làm những cái việc gì? Zanimaitsa chem. Chem on zanimaitsa. V svobodnoe vremya. Vào trong cái thời gian rỗi. Các em nhìn thấy đây là tôi đọc là v. Bởi vì sao? Khi tôi đọc cách biệt ra thì nó sẽ tôi đọc riêng ra như thế để cho các em dễ hiểu. Trên thực tế chúng ta phải đọc là v. Bởi vì đây là phụ âm vô thanh đúng không ạ? Đọc là svobodnoe vremya. A chem on zanimaitsa? Zanimaitsa svobodnoe vremya. Svobodnoe vremya Yan Vei uchit novi yazuki. Và trong cái thời gian rỗi, thì Yan Vei học những cái ngôn ngữ mới. On uzhe khorosho znayet angliski i frantsuski yazuki. Anh ấy đã biết khá tốt, khorosho znayet biết tốt cái tiếng Anh và tiếng Pháp. A сейчас он занимается русским языком. Còn bây giờ thì anh ấy đang học tiếng Nga. A сейчас он занимается русским языком. Bây giờ mời các em nghe cái bài đọc này nhé. Задание 14. Bài số 14. Антон, кем работает Ян Вэй? Переводчиком. А чем он занимается в свободное время? В свободное время Ян Вэй учит новые языки. Он уже хорошо знает английский и французский языки. А сейчас он занимается русским языком. Đó, đó là cái bài đọc. Các em có thể nghe nhiều lần và cố gắng đọc theo đúng như vậy nhé. Cái bài đọc này có ý nghĩa của nó là gì? Thứ nhất là người ta hướng cho chúng ta đến cái cách sử dụng động từ zanimaitsa với lại danh từ phía sau ở cách 5. Cái thứ hai là chúng ta nghe để chúng ta xem là cái ngữ điệu của người Nga người ta đọc như thế nào để chúng ta bắt chiếc và đọc theo. Скажите, что вы узнали? Và bây giờ thì các bạn hãy kể xem là các bạn đã biết được thông tin gì qua cái đoạn đối thoại này. Chúng ta có thể nói là gì nào? В тексте, в тексте ở trong cái bài đọc này hoặc là в диалоге ở trong bài đọc này. Я узнал, что Ян Вэй работает переводчиком. Tôi biết được rằng là Ян Вэй làm người phiên dịch. И в свободное время он учит новые языки. Он уже хорошо знает английский и французский языки. А сейчас он занимается русским языком. Đó, đó là những cái gì mà chúng ta đã biết trong cái đoạn đối thoại này. Bài số 15. В тексте, который вы будете читать, вы встретите новые слова. Ở trong bài đọc dưới đây, các em sẽ gặp những cái từ mới. Cho nên là bây giờ các em hãy làm quen với chúng. Chúng ta có từ играть на чём. Играть có nghĩa là chơi. Chơi một cái loại nhạc cụ nào đó thì gọi là на чём. Играть на чём. На гитаре là trên đàn guitar. На скрипке là đàn violon. Và на пианино. Пианино động từ, danh từ пианино nó không thay đổi. На пианино là chơi đàn piano. Кататься на лыжах. Кататься на лыжах. Зимой москвичи любят кататься на лыжах. Tập hợp từ кататься на лыжах có nghĩa là đi trượt tuyết. Лыжи là những cái thanh trượt tuyết này. Bàn trượt tuyết gọi là лыжи. Thế và кататься на лыжах. Кататься на лыжах có nghĩa là đi trượt ở trên những cái thanh trượt này, chúng ta gọi là dịch là trượt tuyết. Мой друг занимается музыкой. Мой друг занимается музыкой. Bạn tôi thì chuyên về âm nhạc. Có thể là anh ấy có thể là đang học nhạc hoặc là có thể là đã thành nghề rồi và bây giờ vẫn tiếp tục là có những hoạt động âm nhạc, ví dụ như là sáng tác nhạc vân vân. Каждый день он играет на скрипке. Каждый день он играет на скрипке. Ngày nào thì anh ấy cũng học kéo đàn violon. Каждый день он играет на скрипке. Đó. Thế vậy thì đây là những từ mới. Chúng ta xem phần 3 xem còn gì nữa nào. Все. Все là tất cả. Все. Все ý nói rằng là tất cả mọi người. Все люди. Tất cả mọi người. Все студенты là tất cả các sinh viên. Все люди.
À, ví dụ có thể все вы, tất cả các anh, вы là các anh đúng không ạ? Nếu chúng ta thêm từ все là все вы, tất cả các anh hãy đi theo tôi chẳng hạn, ví dụ thế. Tất cả các anh phải ăn trưa ở ở nhà ăn chẳng hạn, ví dụ thế. Đó. Như ví dụ có câu như sau. Вчера все студенты пришли на урок. Ngày hôm qua thì tất cả các sinh viên thì đều có mặt trên lớp. Пришли на урок là đến, đều đến lớп học. Có nghĩa là một điều kỳ lạ đúng không ạ? Ngày hôm qua tất cả các sinh viên đều có mặt ở trên lớp học. А сегодня не все. Thế còn ngày hôm nay thì lại không có tất cả. А сегодня не все. Не все có nghĩa là hôm nay lại không có tất cả. Сегодня нет John. Hôm nay thì thiếu vắng John. Đó. Thế vậy từ cái từ все này rất là thường sử dụng đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xem bài 16 của chúng ta. Прочитайте текст и скажите, кем были эти известные люди. Hãy đọc bài khóa. Прочитайте текст. Hãy đọc bài khóa. И скажите, кем были эти известные люди. Và hãy nói xem là những cái người này, những cái người này, người nổi tiếng này, известные люди là những người nổi tiếng này. Были кем. Họ trước đây là ai? Pythagore, Einstein, Резерфорд, Павлов и Бородин. Đây là tên của những người nổi tiếng. Cho nên là ở đây các em đọc nó sẽ hơi khó một chút, các em cố gắng đọc theo nhé. Pythagore, là trọng âm dây vào O. Pythagore, Einstein. Đây là chúng ta sẽ đọc Einstein. Einstein. Резерфорд, đọc là Резерфорд, chữ T này, đọc là T. Резерфорд, Павлов, chọn âm dây này, Павлов và Бородин. Cho đến thời điểm này thì rất nhiều trong chúng ta không biết những người này là ai, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đọc xem họ là ai. Đây là một bài đọc khá khó đối với các em, đúng không ạ? Cho nên các em cố gắng đọc chậm và cố gắng tìm hiểu nhé, đừng nản nhé. Quan trọng nhất là đừng nản, chúng ta cứ đọc từng chữ một, chắc chắn là chúng ta sẽ hiểu. Вы, конечно, знаете теорему. Từ теорема là định lý. Теорема. Вы, конечно, знаете теорема Пифагора. Các bạn chắc chắn là biết định lý của Pythagore. Кто такой Pythagore? Thế còn cái ông Pythagore là ai? Pythagore это древнегреческий философ и математик. Ở đây chúng ta có từ философ. Философ là nhà triết học. Математик là nhà toán học. Nhà toán học và nhà triết học. Greek là греческий, có nghĩa là thuộc về Hy Lạp. Древнегреческий là thuộc về Hy Lạp cổ đại. Это древнегреческий философ и математик. Đó là một nhà triết học và toán học Hy Lạp cổ đại. Он жил в пятом веке. Он жил в пятом веке. Век là thế kỷ. Пятый век là thế kỷ thứ năm. До нашей эры. Đọc là до нашей эры. Он жил в пятом веке до нашей эры. Ông ấy sống vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên. Thì ở đây người ta viết tắt ở trong tiếng Nga ấy, là chữ V La Mã, V là viết và do n e eri eri chữ này đọc là era. Era là thế kỷ. Thế vậy thì ở đây khi mà chúng ta gặp cái tập hợp như thế này, chúng ta sẽ đọc là Petty viết do nashe eri. Petty viết do nashe eri, chứ không có các em nhìn thấy các em không biết là cái gì đúng không ạ? Đó. Pythagore занимался не только философией и математикой. Ông Pythagore đã ở đây занимался, chúng ta không thể nói là học được bởi vì ông là bác học rồi, nên ông còn học cái gì nữa đúng không ạ? Nhưng mà ông ấy không những là nghiên cứu về triết học và toán học, no e-sportum, nhưng mà còn cả về thể thao nữa. Однажды друзья спросили его. Có một lần. Однажды là có một lần. Однажды. Thông thường những người học tiếng Nga ấy, người ta sẽ nói là один раз. Có một lần đúng không? Один раз là có một lần, nhưng trên thực tế người Nga người ta nói là однажды. Người ta không nói là один раз mà phải dùng tập hợp từ là однажды, trạng từ đúng không? Однажды. Có một lần, друзья спросили его. Các bạn có hỏi ông ấy, почему он любит спорт? Tại sao ông ấy lại yêu thích thể thao? Pythagore ответил.
Ông Пифагор trả lời, что спорт помогает ему работать, думать, заниматься философией и математикой. Và ông ta trả lời rằng là môn thể thao hay là thể thao đã giúp ông ấy làm việc, suy nghĩ và nghiên cứu về triết học và toán học. Đó là về ông Пифагор. Пифагор. Великий физик Альберт Эйнштейн. Thế còn đây là physic, là nhà vật lý. Nhà vật lý vĩ đại Albert Einstein в свободное время занимался музыкой. Trong khi mà có thời gian rỗi thì ông ấy nghiên cứu về âm nhạc. Он хорошо играл на скрипке. Ông ấy chơi đàn vĩ cầm rất tốt. Hay là vĩ cầm, hay là còn gọi là đàn violon. Ông ấy chơi violon rất tốt. Другой известный физик Эрнест, đọc là Эрнест, đây là chúng ta cũng đều đọc cứng nhé. Эрнест Резерфорд. Эрнест Резерфорд любил спорт. Một nhà vật lý nổi tiếng khác, известный là nổi tiếng. Một nhà vật lý nổi tiếng khác là Эрнест Резерфорд, là ông Эрнест Резерфорд rất là yêu thích thể thao, любил спорт. В свободное время он с удовольствием играл в теннис с другом. Và khi có thời gian rỗi thì ông ấy rất vui lòng chơi tennis với lại người bạn của mình. Русский ученый физиолог Иван Петрович Павлов. Ở đây chúng ta gặp hai từ mới là ученый. Ученый là nhà bác học, физиолог là nhà tâm lý học. Đấy. Đây là русский ученый физиолог, chúng ta có thể dịch là nhà bác học tâm lý học của Nga. Bác học tâm lý học của Nga. Иван Петрович Павлов, là ông Иван Петрович Павлов. Летом любил гулять, vào mùa hè thì ông ấy rất thích dạo chơi. А зимой кататься на лыжах, còn mùa đông thì ông ấy thích trượt tuyết. Однажды он сказал: "Мне уже 75 лет, а я чувствую себя очень хорошо". Một lần, lại gặp từ однажды, đúng không ạ? Một lần ông ấy nói rằng: "Tôi năm nay đã 75 tuổi và tôi cảm thấy rất là khỏe mạnh". Не болею, không bị ốm, потому что каждый день занимаюсь спортом, bởi vì là hàng ngày thì tôi tập thể thao. Каждый день là hàng ngày tôi tập thể thao. Все знают, что известный русский композитор Александр Порфирьевич Бородин. Порфирьевич Бородин. Cái tên đệm này khá khó đọc đúng không ạ? Đó, trên các em cứ đọc một vài lần thì em sẽ quen. Порфирьевич Бородин. Александр Порфирьевич Бородин. Tất cả mọi người đều biết rằng là nhà soạn nhạc compositor, là nhà soạn nhạc nổi tiếng compositor, nhà soạn nhạc nổi tiếng Александр Порфирьевич Бородин. Автор оперы, tác giả của vở opera Князь Игорь, hoàng tử Игорь. Но не все знают, nhưng mà không phải tất cả đều biết, что Бородин был не только композитором, không chỉ đơn thuần là nhà soạn nhạc, но и химиком, ông ấy còn là một nhà hóa học. Много лет он занимался химией и музыкой. Rất nhiều năm, много лет là rất nhiều năm, ông ấy đã nghiên cứu, он занимался и химией и музыкой. Rất nhiều năm ông ấy đã nghiên cứu kể cả hóa học và âm nhạc. Đó là vừa rồi chúng ta đã dịch để hiểu xem là tất cả là cái nội dung của cái bài đọc này như thế nào. Đối với các em, bài đọc này nói thực sự nó là hơi khó một chút, nhưng mà chúng ta sẽ học dần dần, cứ ít một thì chắc chắn là chúng ta sẽ nói được, đúng không ạ? Bài đọc này có lẽ các em phải đọc đến 30 lần thì lúc đó các em mới nhuần nhuyễn được, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đọc nha. Вы, конечно, знаете теорему Пифагора. А кто такой Пифагор? Пифагор – это древнегреческий философ и математик. Он жил в V веке до нашей эры. V век до нашей эры. Пифагор занимался не только философией и математикой, но и спортом. Однажды друзья спросили его, почему он любит спорт. Пифагор ответил, что спорт помогает ему работать, думать, заниматься философией и математикой. Великий физик
Альберт Эйнштейн в свободное время занимался музыкой. Он хорошо играл на скрипке. Другой известный физик Эрнест Резерфорд любил спорт. В свободное время он с удовольствием играл в теннис с другом. Русский ученый-физиолог Иван Петрович Павлов летом любил гулять, а зимой кататься на лыжах. Он однажды сказал: «Мне уже 75 лет, а я чувствую себя очень хорошо, не болею, потому что каждый день занимаюсь спортом». Все знают, что известный русский композитор Александр Порфирьевич Бородин, автора оперы «Князь Игорь». Но не все знают, что Бородин был не только композитором, но и химиком. Много лет он занимался химией и музыкой. Đó, vừa rồi là chúng ta đã đọc xong bài đọc. Hy vọng rằng là các em sẽ cố gắng đọc nó rất 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 nhiều lần. Bài này hơi khó đối với các em một chút. Các em cố gắng đọc rất nhiều lần. Và để làm sao mà trong bài tới chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi theo bài nhé. Cảm ơn các em và chúc các em học tốt. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.